Thấy không? Thấy không? Trời ơi, gà nó biết ờ luôn mà. Con Vla đai máu này ngon này, mình cứ đép bằng Vla giáp máu các bạn. Bán này làm tí mẹ thần con mợ nó xứ đi nhờ. Cứ cổ cho nó đi nhờ, cắt đầu cho nó đi nhờ. Ui dồi ôi, mày nhắc mà tôi lo được các bạn ơi. Đầu game có khai giết với con lẹp lăng này rồi. Lo được, lo được, lo được. Có giao điện luôn rồi này. Nhưng mà nếu mà đánh thần sứ thì không cần giao điện nữa, tí có Garen. Thần sứ thì sẽ kẹp Garen nên không cần giao điện lắm. Udia này. Party story. Hai con chun đồ. Cái con bọc bịt ù lì này này. Rốt 3 sao nó làm tăng cơ cũng ngon lắm. Rốt 3 sao nó làm tăng cũng ngon. Châu vãi đái. Ê ra bạn này cũng bọc bịt ù lì này. Và bạn ấy lên level các bạn ạ. Mình thì lại có sát thủ nhé. Bạn ấy thì lên level, còn mình thì có sát thủ. Để xem ai ghê hơn. Mà hình như bạn xài hai con mập ghê hơn các bạn ạ. Nó cô lập. Hai con mập nó cô lập được các bạn ơi. Thôi, đằng nào nó cũng level 4, phải hơn level 3 chứ. Nó cô lập, còn mình không cô lập được nó. Cô đơn mình ta vẫn vương. Thôi ứng, trong bên say siêu mưa buồn. Chín binh là người khiến khoe mi sầu bi. Ê ê ê ê. Đừng sợ nơi có nhân từ xa biệt đi. Cánh hoa rụng rơi. Phần duyên mong manh sẽ lỗi trong ba ngày tương phùng. Nhìn dễ thua quá ta. Long sở tộc thì từ từ. Mình ta lạc trôi giữa đời. Ta lạc trôi giữa trời. Bây giờ đưa con này hai nước mắt với lại cái crit phép gì đấy. Dồn đồ con các ma cho con này này.
rồi tí đổi sang các ma chơi thì được. Hai nước mắt rít phép. Bên này tôi thấy chả thấy bình luận về game mà thấy toàn là kiểu kèo 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 không à. Vãi nồi. Ý Chris phép này. Chris phép hắc ám luôn này. Ui mất rồi. Hai nước mắt trước đi. Hai nước mắt cho lẹp lăng đi. Đội này thì bao nhiêu cái nước mắt cũng thầu nhá. Nước mắt càng nhiều càng tốt, dư nước mắt thì làm cốc. Đánh đội 22 há các ma này thì nó cứ thế thôi. Cứ thế mà làm. Kame kame ha. Kame yoku. Bây giờ mình có 5 con thần sứ rồi, 4 con thần sứ chứ. Nhưng mà bây giờ muốn đánh 4 con thần sứ này ấy thì phải sao ta? Bố con thần sứ này ấy thì phải ấp chết và bỏ con này ra ngoài. Thôi. Con này đi ăn. Đây máu ở chết cái cho con này đi. Hay da. Nào, ấp chết rồi. Cái màu không ổn này. Quỷ sinh ra có chịu ấy nhờ. Quỷ sinh ra có chịu thật. Đâu, tôi đâu có chơi bài não tàn, nó tốn gì đâu ba. Ông nhìn sao ra bài não tàn vậy, người ta chơi các ma rõ ràng. Đống thần sứ này mà, chứ bây giờ đầu game bạn dùng đồ con nào bây giờ? Từ từ hai cái nước mắt có con kata á là ngon, có con kata là mình sẽ dồn cho con kata chứ không dồn con lẹp lang này đâu. Hai nước mắt crit phép kiểu ấy thì dồn cho con kata ngon hơn, nhưng có đâu phải dồn cho lẹp lang chứ. Hai nước mắt crit phép kiểu đồ đầu game giờ cho con dồn cho con nào giờ chả lip lang. Ui mát, tôi thấy nó hơi vàng vàng, các bạn cứ tưởng 3 sao luôn. Sáu ủa cái chó của tôi vừa bị mít đúng không anh em? Cái chó của mình hình như là vừa bị mít đúng không? Hình như mình vừa bị mít cái chó của Liên Lăng này vào đây đúng không? Mất mẹ cái chó luôn. Người ta chơi bài chuẩn chỉ con bà bảy luôn, không hề spam. Mấy ông cứ nói kiểu như mình spam bài dỗi vãi, dỗi vãi làm boy streamer chơi nhiều bài nhất hệ mặt trời còn gì nữa. Trời ơi, nhiều tiền quá, nhiều tiền quá. Nhiều tiền quá, giáp máu, giáp máu, giáp máu, giáp máu, tí đưa Garen. Tí đưa Garen cái giáp máu đấy, ngon. Ê, con Kha'Zix này cống hiến ta. Kha'Zix kiểu như, anh ơi cho em đi. Anh ơi, hãy chiếm lấy em đi. Hãy đến với anh đêm nay. Hãy kết tinh ca cho đời mê say. Mình đang mặt xin người ơi đừng nhớ.
này boy lợi tức luôn luôn là những cú lợi tức đến từ vị trí của Châu TV. Con mẹ nó đeo có cái gì? Từ từ bỏ con này ra đi, cho hai con này vào đi. Lấy bốn con thần sứ đi. Bốn thần sứ ngon hơn hay hai đấu sĩ với lại mẹ. Hai sát thủ móc hai bên ngon hơn đó nhỉ. Đâu quyền năng cho Garen. Quyền năng Garen được mà. Chỉ quyền năng các bạn có thể cho các ma luôn cũng được. Nếu các ma cầm crit phép thì cầm quyền năng được. Nhưng thôi, nó cầm được nhiều đồ khác ngon hơn. Tại các ma thường thường nó hơi giấy, cầm quyền năng cũng ngon. Thường thì các ma nó khá là giấy. Rồi, được rồi. Rồi, ok rồi đấy. Bốn thần sứ. Hiện tại thì chắc mình đang kiểu cày view bên Fatbet Quai, nên chắc là tạm thời một thời gian mình ngưng bắn súng một thời gian nhé. Chứ mình chơi đấu trường chiến lý để mình kéo follow cho nhanh nhanh cái đã các bạn ạ. Mình qua bên đây là mình chưa có được lương lủng gì đâu. Mình cũng giống như test như bao người thôi, mình phải test thôi. Mình cũng phải stream test tổn các kiểu luôn. Ây da, giáp gai kìa. Giáp gai rồi, thua rồi. À, cái 7 lít nhít này. Sát thủ trừ có nóc tần ra nhờ. Trừ có nóc tần ra chứ mẹ. Cái 7 lít nhít này mẹ sát thủ nhìn sợ ấy. Trừ nóc tần ra, tất cả những con sát thủ mà gặp lít nhít này là đúng mệt luôn. Crit phép kìa, má crit phép này, crit phép hơi bóp nha. Rồi lấy đi, cho mình xin thêm cái nước mắt cũng được. Mình chắc là cứ auto nước mắt thôi các bạn ạ. Ngoài nước mắt ra thì cũng không biết lấy cái gì. Lấy nước mắt tí có gì kháng phép ấy thì làm cái cốc cho Soraka búp. Có con Kata này. Các bạn muốn test thử Kata không? Mà thôi test cái đéo gì. Thôi chắc là mình lắp quyền năng luôn đi. Từ từ nha. Bây giờ muốn test thử Kata thay con Lip Lang này không? Kata này cũng hay lắm. Hai nước mắt quyền năng. Găng. Đó cho nó. Kata này quẩy cũng được lắm ấy. Tí có Reven ấy. Tí có con Reven mà vứt con Modern này vô cũng được. Rồi đưa Modern cái giáp máu nữa cho nó đét. Thấy không? Cái ta đang ok lắm á. Đánh được mấy thằng lít nhít nữa. Thấy không? Hai cái tám đam kìa. Đam khá ok luôn nha. Không ít đam đâu. Giao điện làm chi bạn?
Trong khi đội thần sứ bạn có Garen rồi, cái hiệu ứng trừ kháng phép nó không cộng dồn từ xưa tới giờ rồi, nó sẽ không cộng dồn. Nên bạn đánh cái bài này bạn up 8 là bạn kiếm Garen ấy. Bắt buộc phải có Garen. Thường thường là vậy, bài này muốn có tan là phải có Garen. Thì bài này là bài bạn up 8, bạn kiếm Garen, con Garen nó làm tan và nó là trừ kháng phép thì đâu cần giao điện đâu. Đợi ship cho tam tam lần lần. Thấy không, ngon không? Kata ở đầu game đép còn ngon hơn con Lip Lang nha anh em. Đầu game mà các bạn có Kata cầm hai nước mắt là đép đã lắm. Đây này mới là mất não này, cái này mới mất não này. Mà hình như nó không có Morgana các bạn ạ. Đấy, 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 thấy chán chưa? Chán chưa? Chán chưa? Ôm gà vô lấy nhân phẩm cái. Ấy á, gà của tôi. Đấy rồi. Rồi, rồi. Rớt hết nhân phẩm rồi, rớt nhân phẩm rồi các bạn ơi. Rớt hết mẹ nhân phẩm xuống đất rồi. Kiếm một Riven cơ. Để cho con Modern này nó có một tí đấy, tóc đắn. Đây cô gậy này là kiểu phép và này. Lại cung á. Cung cứ làm gì nữa. Cung làm cung lốn thế. Cung làm cung lốn. Không cần giao điện mà, đó là không cần giao điện. Các bạn cứ từ từ, không có cần giao điện đâu. Cái ta múa được không? Được chưa? Cái ta ok không? Cái tan nó chỉ mặn lúc đầu thôi. Lúc sau năng CC thì dễ chết lắm. Nhìn cay nhở. Giáp này. Nước mắt này. Đai máu. Có thể là lấy đai máu các bạn ạ. Biết đâu có thì cái thứ nhất không thì làm dây chuyền trục tội nhá. Dây chuyền trục tội là cũng là một món tăn đấy. Dây chuyền trục tội nó cũng như là một món tăn đấy. Không khác gì món tăn đâu. Đồ này phải cần khăn các bạn ơi. Kata này không có nuôi được đâu. Mình khuyên thật các bạn đừng nuôi Kata. Con Kata không nuôi được đâu. Nó chú biết đòn lắm. Này la dùng Lang nó chói cái chết này. Chạy qua chạy lại các bạn ạ. Múa qua múa lại xong chết mẹ luôn. Được chưa? Chú biết đòn lắm. Có hút máu ấy, không có hai nước mắt thì cũng yếu. Có hút máu ấy thì lại thiếu cái này. Nói chung là con Kata nó bị thiếu hụt nhiều thứ lắm. Nó bị thiếu hụt nhiều thứ. Kata lắp đồ như mùa chiếc ngon mà. Hôm nay tôi test thử một lần top 1 lượng đánh lần gì, đánh lần cao sao quẩy. Bạn nhìn nó bây giờ, bạn nhìn suy nghĩ vào đồ vào con Kata đi. Con Kata nó chọi, mà nó chọi kẻ địch xa nhất đúng không? Nó chọi được có 400 đam thôi. Bạn tính làm sao để được top 1 giờ? Rồi ai tăng? Kẹp đội hình làm sao? Rồi gặp 4 biển thì bạn làm cái gì? Bây giờ thằng đéo nó chả kẹp 3-4 biển vào. Được bao nhiêu đam?
yếu lắm, không nên chơi, yếu lắm thật đấy, mình nói thật đấy, cái ta làm sao mà chơi. Cốc đi, giờ làm cốc chứ đi. Mình chưa biết là món tiếp theo của mình là món gì, nhưng mà mình có cái cốc thì mình cứ làm. Ê từ từ các bạn ơi, lên các ma được luôn này. Cùng lắm các ma quyền năng này, Garen quyền năng cũng được chứ, cái khung này cũng... Các ma quyền năng, Garen quyền năng với giáp máu di chuyển chủ tội là đẹp đẹp đấy. Không thì được, cảm giác là được. Hết đồ rồi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hết rồi. Thiếu một con thần sứ gì đó. Riven. Ui, Timo bài này xài được không ta? Thôi không nên đâu anh em ơi, không nên đâu. Từ từ. Timo bài này không 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 xài Ivern với gấu chứ. Bài này xài Ivern với gấu đúng không? Đúng, có bài này là xài Ivern với gấu đúng không anh em? Nếu mình nhớ không nhầm là xài Ivern với gấu. Nếu tôi nhớ không nhầm là bài này sẽ với gấu, bắt con Virgo bỏ vô này. Tạo ổn này. Rồi lên chết tiếp nhá, lên chết 9 nhá. Ổn đấy, ổn là lên chết được. Cứ ổn là lên chết thôi. Không cần run các ma 2 đâu. Lên mà kiếm Garen, mà kiếm gấu nữa. Garen gấu với Ivern nó mới form bài được. Garen gấu và Ivern là đủ bài. Và đồ chắc mình nghĩ là hết đồ rồi. 6 đồ rồi còn đâu. Mắt à? Ố con đô né. Từ ơi. Gì đấy, Garen xong ra em. Chán thế. Nếu mà Sojin thì cho ai ta? Hai Zeke. Hai nước mắt đấy thôi. Di chuyển trục tội với Sojin. Sojin bây giờ Kha'Zix 3 cho Kha'Zix được không? Hai Sojin cho Soraka cho nó sai lần ta. Thôi bây giờ cứ cho con Viego đi. Mát gì đâu. Tờ cho Virgo chứ đi chơi chụp đầu á. 7 đồ luôn nè. À. Thường mình đánh là toàn 6 đồ rưỡi. Virgo gắn phết. Ui có modder được thế nhở. Má con Vla trâu thế. Phải kiếm con Garen mới đấm được con Vla này các bạn ạ. Kiếm Garen là đấm được con Vla này. The dawn is coming. 40 tiền không đủ tiền roll đâu, từ từ. Up 9 đi, up 9 kiếm con Ivern với con Vla. Lip lăng 3 này. Nhắn lên. Nhảy vô nó trưởng cho mà phát chết. Thôi, để coi coi check check coi. Nên để con kia khúc nào. Má nó có để bên này không à?
Bắn ra trước cũng được. Đổi cách. Không có đôi cặp đồ này tăng ngon ghê nhở. Nhờn với modder. Nhờn với modder. Ê chết mẹ solo các bạn ơi. Ê Timo bấm có tính không? Ê Timo bấm không tính nha. Timo lít nhít là không tính nha. Timo Timo kia mới tính, Timo thường mới tính. Timo lít nhít không tính nha. Ê có modder quả, có modder được thế nhở. Có modder ôm đam được thế nhở. Cấp 9 thôi, cấp 9 thôi. Có modder ôm đam được phết. Má nhìn trời ơi sao chán thế. Cái bài này gặp bài này black nó mới đánh sao luôn. Kêu hai còn thêm kim mô thêm bổng 24 máu. Giờ phải kiếm con Garen này, kiếm con Kakma 2 này. Ủa kêu 2 Taric 2 các kiểu level 8 kêu 2 Taric 2 hai con Hammer. Ui giời ơi nhóm này rung kim quá. Đây đây Garen, Garen anh em ơi Garen này. Hay 2 crit phép ta. Mình có tự tin luôn được Garen không? Hay là lấy cốc. Lấy cốc đi. Mình sẽ tự tin luôn được Garen thôi. Lấy thêm đam nữa các bạn, các ma thiếu đam lắm. Hai cái refresh là phải kiếm lại các ma khác. Với lại quyền năng chẳng biết cho ai. Vô cực cho Kha'Zix cũng ngon. Tự tin lên. Tự tin phe cá tính đi châu. Cái dòng này hoài vậy. Đây Garen này. Rồi dư một con thần sứ rồi đấy. Bỏ Nelly ra này. Kiếm Ivern với gấu. Gấu nè. Chưa anh em ơi. Con Garen được chưa? Garen 1 đấy. Đợi tí, bố mày Garen 2 đã. Ivern đâu? Ivern đâu? Rồi, okay. Không có Ivern ta. Không có Ivern nào luôn anh em. Hơi buồn một tí. Hai Kha'Zix đi. Trời ơi, trưởng chưa chết kìa. Mấy con vừa la lên này. Ôm đam kinh thế. Mình thiếu Ivern. Thiếu Ivern nữa, vừa tăng vừa CC nữa. Giáp gai này. Giáp gai này tí cho gấu được. Ivern đâu ta? Đâu
không ra con Ivern, nó lấy lại đại con này đi. I believe in the future of Dragonkind. Lấy đại con này lấy tí đốt máu. Con Neko này. Khai dịch 3 đi. Neko khai dịch 3 hay hơn, cho khai dịch giáp gai đi. Tí nữa đánh solo với mấy thằng. Các ma còn chưa 2 luôn ấy, luôn đen thế. We are all blood of the wild. Các ma chưa 2 luôn đấy anh em ạ. Chả hiểu kiểu gì ấy, chơi game kiểu gì ấy ta. Các ma 1 luôn nè, 1 sao không. Chơi game hay ấy châu. Chơi game bờ dồ player vậy. Chơi game đúng rồ luôn ấy. Rồi làm sao 6.1 vẫn cách ma 1 không ai ké nè. Đấy, ăn được bài kêu rồi nè. Thôi, đây cô con Kha'Zix. Tại vì bây giờ con cách ma bạn roll được. Còn con Kha'Zix bạn không có roll ra đâu. Level 9 rồi có 10% mà. Cách ma 30%. Giờ làm sao mà đốt được con Kha'Zix? Bây giờ mình thiếu con Ivern này, các ma này. Một Ivern, một các ma. Nói chung là hai sao mấy con này đi là cũng được rồi, cũng đánh nhau được rồi. Này con này hai sao rồi này, từ từ, up từ từ anh em ơi, up từ từ lên. Garen bá quá. Garen làm hết đi. Ồ, chưa Ivern, chưa các ma 2 luôn. Các ma đi lượm nha anh em. Trân trọng thông báo là một con các ma tôi đi lượm đấy nha. Tôi đi lượm một con các ma đó nha. Trời ơi. Ma bro phím D thế Châu ơi. Châu rôn bro thế. Châu rôn với thuộc dạng bá con mẹ nó đạo luôn rồi đấy. Ui, hai nhà sát thủ. Châu rôn kinh quá Châu ạ. Châu rôn đáng sợ thực sự luôn Châu ạ. Ôi mẹ rồi, các ma cũng đứng nằm nghe mồm. Ê, chịu được rồi này. Rồi, ăn rồi. Một đầu nó. Mày. Ba mạng chúng tôi. Má con vừa lan này xạo thế nhở. Giáp lửa, giáp lửa, giáp lửa. Lấy giáp lửa đốt nó các bạn. Chúng ta lấy giáp lửa đốt nó thôi. Đốt con vừa la này mới được. Không thôi là không giết nổi đó đâu. Giáp lửa này cho Kha'Zix luôn à. Hay cho gấu. Nào, xin con Ivern 1 coi. Đây không có luôn bầy. Không có nổ con này 2 sao luôn bầy, không ai chơi luôn bầy. Đùa bầy.
nó đi. Má chơi game đúng kiểu học sinh nghèo vượt khó luôn ấy. Trời. Đây rồi. Má các ma một. Các ma đi lượm đấy nha. Trân trọng thông báo của các ma tôi đi lượm đấy các bạn ạ. À. Các ma của tôi là đi lượm đấy. Con các ma tôi đi lượm đấy các bạn ạ. À. Rồi các ma một xin game rồi. This ma các ma một đi lượm hết game. Đéo hiểu kiểu gì, đúng là thế gian chỉ có một mình Châu TV mà thôi, không có người thứ hai đâu các bạn ạ. À. Mẹ con gà nhân phẩm của tôi bị rớt xuống rồi, vàng 467 điểm sau 5 trận. Con gà của tôi bị rớt xuống đất, mẹ mất nhân phẩm nữa các bạn ạ. À. Đâu rồi ạ? Anh em thấy clip này hay á thì nhớ để lại cho mình một like nha. Nếu anh em muốn thử thách mình ghép tướng mới hoặc là build đội hình mới á thì để lại một comment cho mình ở phía bên dưới nha. Đã sinh ra là chỉ châu tinh nghịch, trẻ châu ta thì thường hay khinh địch, khinh xong rồi thì chỉ châu vô địch. Châu. Đã sinh ra là trẻ châu tinh nghịch, trẻ châu ta thì thường hay khinh địch, khinh xong rồi thì trẻ châu vô địch.